Với em thì cũng đơn giản lắm, tại vì nói chung bây giờ mình cũng lớn rồi, cũng không phải là như hồi 18 đôi mươi nữa. Hồi đấy thì ví dụ như mình chảnh chó thì bây giờ mình không dám chảnh chó nữa. Bây giờ thì ví dụ như là chỉ có cần là em thì em cao 1m55 thì em chỉ cần là cái người đấy cao hơn em thôi, ví dụ như mét sáu mấy hoặc là 70 cũng được, từ 70 đổ xuống ví dụ vậy, cứ cao hơn em một cái đầu là được. Còn người đấy giàu hay nghèo thì em cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ là phải cần có một người để mà tối lửa tắt đèn có nhau này, hay là ví dụ như là lỡ đêm hôm rồi có trúng gió hay là cạo gió sát rát hơi gì đó thì có người bên cạnh nó cũng đỡ buồn. Hoặc là nếu mà ví dụ mà mình chẳng may mình lại ưng phải những người mà nghèo quá, cái số mình á nó như vợ chồng là duyên nợ mà, thì em nghĩ là nếu mà cái số mình mà chẳng may mà ưng phải người giàu thì càng tốt, chứ tiền của thì đâu có ai chê đúng không. Nhưng mà nếu mà phải ưng phải trúng cái người nghèo thì thôi mình hai hai anh bên hai với hai người làm homeless cũng được. Thì càng homeless mà có hai người cũng vui mà. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay trời rất là đẹp, Uyên Quỳnh đi tới thành phố New Orleans. Đây là một thành phố rất là nổi tiếng của tiểu bang Louisiana này. Và nơi Uyên Quỳnh đang đứng đây là một nơi rất là nổi tiếng. Nơi đây quy tụ rất là nhiều những khách du lịch ở các tiểu bang khác và các nước khác tới đây tham quan. Ở gần đây á, thì có một khu phố cổ thời Pháp và cạnh bên đó là có cả cà phê Dumont, cà phê rất là nổi tiếng của tiểu bang Louisiana này. Đây là đoạn đầu trong một video rất là dài Nguyên Quỳnh sẽ gửi tới các bạn sau. Để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa. Uyên Quỳnh cũng mong rằng những anh chị cô đơn sẽ sớm tìm được người bạn đời của mình để cùng nhau đi du lịch và hưởng thụ cuộc sống. Vì ở trên đất Mỹ này hoặc là ở nơi đâu cũng vậy, những người cô đơn thì họ buồn bã rất là nhiều. Nào mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn hôm nay nhé. Em chào chị ha. Dạ, chào chị Yên Hình nhé. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Chị có thể cho em biết em chị tên gì và chị chào cộng đồng không? Dạ, em tên là Lê Thị Xuân Lan. Năm nay em sinh năm 1963, Quý Mão. Em cũng chào cộng đồng trong nước và ngoài nước được mạnh khỏe. Chào chị, chúc chị coi như là trẻ đẹp, mạnh khỏe, trẻ mãi không già. Dạ, cảm ơn chị. Rồi hiện tại chị đang làm công việc gì chị? Em lúc trước em có bán quần áo, nhưng mà từ hồi dịch giờ thì em như để cháu nó bán. Em cũng cứ đi làm tùm lum, lúc thì bán trái cây, lúc thì bán, nói chung là cũng nhiều nghề lắm, đúng gì làm đấy. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Em thì chưa có kết hôn lần nào hết, nhưng mà lúc trước em có quen cũng một người, rồi hai người ở nhau cũng có một đứa con gái. Thế là đến lúc ở được một thời gian thì mới có ít ngày thôi thì bắt đầu chia tay. Chia tay thì bắt đầu là tại vì anh ấy cũng rượu chè rồi trai gái quá mà làm biếng làm ăn gì hết á, thế em cũng chia tay luôn, coi như là cũng chưa kết hôn, mới có ở thôi. Thế là từ đó thì đi em bảo vệ em nuôi con, thì đến khi con em nó được 18 tuổi thì cháu nó mất, thế bây giờ em ở một mình. Ồ, rồi nãy chị nói chị làm cái gì để cho cháu nó làm là làm cho Thằng em á, nghĩ ưu điểm của chị là gì? ưu điểm của em hả? Thì em thích là ví dụ như là ý là ưu điểm là ví dụ như mình thích cái gì hay làm sao ạ? Những cái tính nào của chị cảm thấy chị tốt? Thì ví dụ như là em cũng hay thích đi làm từ thiện, rồi thích trang trí trong nhà, hay là thích ví dụ những lúc rảnh rỗi thì em cũng thích đi chơi, đi chơi chỗ này chỗ kia du lịch rồi dã ngoại, rồi nói chung là cũng thích đi làm từ thiện lắm, tại vì mình
nhìn thấy người ta cũng mà em coi cái clip của chị cũng lâu rồi, em thấy chị cũng hay đi làm từ thiện, em cũng thích nghe. Rồi chị nghĩ khuyết điểm của chị là gì? Cái điểm của em là cái điểm của em là em nói chung là cũng hơi hơi nóng tính một tí, nhưng mà em không có giận ai được lâu hết. Ví dụ như là giận ai thì trong vòng chừng nửa ngày thế là em đã thấy khó chịu, còn nếu mà người ta không làm quen thì em lại tới em làm quen liền. Rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Với em thì cũng đơn giản lắm, tại vì nói chung bây giờ mình cũng lớn rồi, cũng không phải là như hồi 18 đôi mươi nữa. Hồi đấy thì ví dụ như mình chảnh chó thì bây giờ mình không dám chảnh chó nữa. Bây giờ thì ví dụ như là chỉ có cần là em thì em cao 1m55, thì em chỉ cần là cái người đấy cao hơn em thôi, ví dụ như mét sáu mấy hoặc là 70 cũng được, từ 70 đổ xuống như vậy, cứ cao hơn em một cái đầu là được. Còn người đấy giàu hay nghèo thì em cũng không quan trọng, về cùng nhau thì từ từ cùng nhau làm ăn. Chị nói là hồi xưa là chị chảnh chó thì hồi đó là chị rất là chảnh hả? Thì nói chung là con gái mà, con gái 18 đôi mươi thì đúng là cũng chảnh chó thật, thì tại vì người ta cứ theo mình thì đôi khi mình cũng không thích ấy, cũng có nhiều người mình không hợp, mới có thể là cái duyên nợ của mình nó không có tới, cũng có người này người kia, nhưng mà mình thì bởi vậy nó mới còn đến ngày nay. Rồi chị có thể kể cho em nghe một trường hợp mà chị cảm thấy là lúc đó là chị chảnh mà. Thì hồi đó thì nói chung là đàn ông cứ theo em, cái cũng vô nhà rồi đuổi theo rồi cũng có rồi, ví dụ như mình đi người ta ra, mình ra đường thì người ta không biết hồi đấy mình có đẹp gì hay là như thế nào, nhưng mà đại loại là mình ra đường rồi người ta cứ để ý mình, xong người ta hay theo á. Mà bạn gái thì nó ghét em lắm, nó không thích đâu, còn bạn trai thì nói chung là nó cứ theo nhiều quá, thì em tự nhiên nó cũng không thích ai hết, thì em nó cứ về nhà rồi cũng ở nhà rồi thôi. Ra hồi là đến khi người ta lấy hết thì mình mới lúc đấy mình cảm tưởng là sao mình lại ngu vậy, mình không lấy cái này kia đi cho mình, cuộc đời mình giờ đó lại cô đơn. Chị nhưng mà rồi cái người mà chị quen á là hai người quen nhau bao lâu rồi chia tay? Thì tụi em thì quen nhau thì cũng lâu, nhưng mà cái thời đấy nó phải nói giống như là cái kiểu chỉ là học sinh thôi, không dám nắm tay nắm chân thì không dám luôn á. Xong cái tới hồi mà hai đứa em cũng như là tình cảm nó đến cái lúc mà để là coi như là gia đình, em cũng thích người đấy rồi thì bao nhiêu người đến em cũng bận, em cứ đến người đấy. Thế tới hồi mà một lúc thế là em chỉ có khi mà dính một cái là coi như là lúc đấy người ta nghi ngờ em, người ta bỏ luôn. Thì là từ đó giờ đi là coi như hai người không ở, không hiểu lầm nhau á. Sau đến khi mà em có con rồi thì lúc đó người ta hối hận, người ta muốn về nhưng mà em không về nữa, tại vì em nghĩ là phải cưới hẳn hoi thì em mới về, còn nếu mà bảo em theo thì em không theo, mà ý người ta là người ta muốn là em theo không cơ. Cho nên em không chịu. Chị rồi thí dụ một anh muốn làm quen với chị mà anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Với em thì cái đấy thì em lại không quan trọng, tại vì đàn ông thì phải với em á, người ta thì em không biết, nhưng mà riêng bản thân em thì đàn ông là phải cái gì cũng biết, em là theo em là như thế. Em muốn là một người đàn ông đến với mình là cái gì người ta cũng biết hết, nhưng mà đừng có nghiện thôi. Chứ còn em không thích người đàn ông mà cái kiểu mà gọi là cùi mục là em không thích đâu, ví dụ chỉ đâu đánh đấy là em không thích. Thích một người đàn ông là coi như là cái gì cũng biết, chứ mình không có thể để mà ví dụ bây giờ mà tìm một người mà không rượu thuốc hay là không bia hay này cái gì cũng hiếm lắm, không có đâu. Nên là mình với em thì cái đấy em không quan trọng điều đấy, chỉ cần là người đấy đừng có nghiện là được. Chứ còn ví dụ như là nếu mà nghiện thì tốn tiền, mà tốn tiền mà không có tiền thì hai đứa lại bắt đầu quạo nhau rồi lại răng mỗi đứa ở nơi thì lại mất công đi tìm nữa thì khổ nữa. Chị có nghĩ là người quen với chị là độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Dạ thì em năm nay thì là em nếu mà tuổi thì ví dụ như là cỡ độ hơn em hoặc là bằng em cũng được, còn nếu mà nhỏ em là nhỏ hơn em thì sợ người ta lại không ưng, người ta lại chê mình già hay là lớn gì đấy, ví dụ bằng em hoặc là lớn hơn em 1-2 tuổi.
lớn Nói hơn, chung là em lớn cũng hơn không chị là lớn hơn khoảng bao nhiêu tuổi? thì tùy à, cũng bao nhiêu cũng được hết, chỉ sợ là người ta là ví dụ mình hợp với nhau thì nó dễ lắm, thì sao cũng được. Ví dụ mà cái người mình ưng á thì là ví dụ mà có lớn tuổi một chút cũng được, không sao, 10 tuổi hay hoặc 5-10 tuổi gì đó, ví dụ vậy. Chị rồi à, chị xem video của em hay là tự chị xem? Là em có lâu rồi chứ, nhưng mà tại vì mới đây thì có cô em thì nó là con của dì á, nhờ dì ruột em á, thì nó nói là chị vô cái kênh này đi để em bấm cho, chứ thật sự là em cũng không biết bấm luôn đấy, em nói thật luôn là em cũng không biết bấm, em coi thì em coi mà em không biết bấm, tại bấm vô nó không biết vô chỗ nào nữa. Cái là tự nhiên là cô em cứ nói vậy, cô bảo chị ở một mình làm thì để em vô cái chương trình này cho chị, thì nếu mà biết đâu lại hồi nào giờ thì mình đọc, em đọc làm coi như là khán giả nhiều chứ có bao giờ làm diễn viên đâu, thì thử một lần này xem là như thế nào, mình làm diễn viên thử xem mình như thế nào, có hên xui không, biết đâu hên thì được. Được cái là còn hơn chúng độc đắc đúng không? Ừ, thì đúng rồi, thì tại vì hồi xưa thì thật đúng là hôn nhân thì đối với em thì em nghĩ là chuẩn đàn ông là cái gì mình cứ đi chơi cũng được, cũng chẳng cần lấy, thì tại mình lúc còn trẻ thì mình cứ nghĩ như thế, nhưng bây giờ thì mình nghĩ là phải cần có một người để mà tối lửa tắt đèn có nhau này, hay là ví dụ như là lỡ đêm hôm rồi có trúng gió hay là cạo gió sát rát hơi gì đó thì có người bên cạnh nó cũng đỡ buồn. Hoặc là nếu mà ví dụ mà mình chẳng may mình lại ưng phải những người mà nghèo quá, cái số mình á nó như vợ chồng là duyên nợ mà, thì em nghĩ là nếu mà cái số mình mà chẳng may mà ưng phải người giàu thì càng tốt, chứ tiền của thì đâu có ai chê đúng không, nhưng mà nếu mà phải ưng phải trúng cái người nghèo thì thôi mình hai hai anh bên hai hai người làm homeless cũng được. Thì càng homeless mà có hai người cũng vui mà. Chị rồi à, chị coi nhiều như vậy rồi chị có để ý được anh là trên kênh của em không? Nếu mà để ý sợ người ta, nói chung là để ý thì để ý cũng hai hai ba người ấy, nhưng mà sợ người ta lại có người rồi thì mình sợ người ta lại không, thôi để người ta chọn mình đi, chứ còn nếu mà bây giờ nói để ý thì sợ người ta lại không ưng, có một người nhưng mà cái anh mà gọi là cái gì mua những kim cương nhỉ, cái anh mà con lai á, rồi có một anh nữa là có một anh nữa cao cũng cao lắm mà làm cái gì em cũng quên mất tiêu, cái anh đó cũng có như nói chung người nào cũng có gia đình hết rồi, nhưng mà với em thì cái chuyện đấy cũng chẳng quan trọng gì, tại vì đương nhiên là đến với cái tuổi này rồi thì mình đâu còn là tìm được trai trẻ nữa, mà trai trẻ mình lấy mình cũng mệt lắm, em thấy cũng mệt mỏi lắm, tại mình cứ phải chiều người ta mình cũng thấy mệt, nên thôi mình cứ ý là duyên số thôi. Thì duyên số thì coi như là hên, biết đâu thì vô cái kênh của chị thì lại được gặp được may mắn thì là cũng cũng là một điều tốt. Chị rồi ạ. Những lúc rảnh rỗi á thì chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Em à, rảnh rỗi thì em cứ mở mạng em coi, em hay thích coi về ví dụ như là hay coi khám phá cái này cái kia, hay thích tìm tòi, hay thích khám phá, hay thích ví dụ như mình thích coi về những cái gì đó, ví dụ như là coi về phi công người ta lái máy bay như thế nào hoặc là máy bay nó như thế nào ấy, hay thích tìm tòi những cái đấy đó. Rồi biển sâu bao nhiêu rồi đấy, nói chung là hay thích tìm tòi về những cái về khoa học các thứ, với lại hay thích trong nhà thì trang trí hoặc là ví dụ như sân vườn, hay thích có cây cảnh, em tại vì em thích màu xanh mà, nên màu xanh của thiên nhiên và màu xanh của cây cảnh em hay thích lắm. Chị nhưng mà rồi hiện tại là chị ở với ai, hay chị ở một mình hay là sao? Gia đình nhà em thì được 10 anh em, mẹ em mất rồi, mẹ em mất 20 năm rồi, còn gia đình nhà em thì hiện tại giờ còn sống ông già thôi, thì ông già thì cũng coi như nói chung là cũng một cùng một khu đất, nhưng mà mỗi người một phòng, chứ không có ai chung với ai hết, nhưng mà đất thì là cùng một khu đất thôi, nhưng mà riêng phòng hết. Ông già thì ở với mấy đứa em, còn hồi xưa mẹ em mới mất ấy, thì em phải lo gia đình, còn cứ lo cơm áo gạo tiền, tại mẹ là người coi như là với mẹ là người lo hết, thì bây giờ mẹ không còn thì tất nhiên là em là con lớn nhất mà, thì em phải lo, còn bây giờ thì các em nó cũng có gia đình hết rồi thì nó tự lo lấy, để em coi như là mình
Hiện tại công việc của chị không có ổn định, rất là không có được tốt lắm. Thì trong tương lai chị có mong muốn là công việc của mình tốt hơn không? Dạ thì cũng mong gần như thế, là vì nói chung em thì nghề gì em cũng làm được, cái gì em cũng biết làm, nhưng mà trước em còn đi làm móng tay dạo á, móng chân móng tay dạo nữa, đủ nghề hết đấy. Nhưng mà bây giờ thì dịch á, nên nữa có một mình thì bây giờ cũng có một số tiền để ví dụ như là cũng cho người ta mượn, xong cứ lấy cái tiền á, tiền lời ấy mình ăn thôi. Nhưng cũng có việc thì được, cũng nhỏ em này nó cũng đi làm về trang trí gia tiên này, em cũng đi làm cho nó này, thì cũng có lúc thì đi làm này, lúc mà đi làm khi mà dịch thì cũng ít người cưới á, nên cũng lâu lâu có việc, cái mùa này tháng tháng 7 nữa, cho nên là cũng coi như là người ta cũng ít cưới, người nam người ta cưới, người ta không cưới mấy, qua tháng 8 lại có việc lại đi làm. Cẩm hoa này là các cô em gái kết đó hả chị? À, đây là cái máy này của em gái, còn cái máy mà của em mà lan lê là máy của em ở nhà, hôm qua em mới kết bạn với chị á, để thử Không qua xem không, qua ý vô em có được. hỏi á, là các cẩm hoa là cô em gái của chị kết hoa tươi ở trên cổng hoa cưới đó hả? Dạ, đúng rồi, cô em gái nó khéo tay á, nó làm được kết hoa tươi này, rồi nó cho thuê những cái đồ mà gia tiên ở trong ví dụ trang trí, thì trong những cái phần mà người ta làm ở trong nhà á, để hai họ gặp nhau á. Rồi bây giờ nếu mà có cơ hội thì chị thích sẽ làm công việc gì? Dạ thì cái gì em cũng làm được hết, ví dụ như là bây giờ đi, có thể là bây giờ người ta muốn em đi bưng bê, hoặc là làm cái gì em cũng làm được. Đâu, ý Trước thì em em hỏi cũng nè, nếu mà có cơ hội chị có vốn thì chị sẽ thích làm công việc gì riêng cho chị á? em thích làm nail. Thích làm nail hả? Dạ Trước đây chị làm nail được bao lâu rồi? không, hồi xưa là nhà em mà nói chung là mấy chị em bà làm một tóc, nhưng mà chỉ làm móng tóc thì ở Việt Nam thì chỉ có làm móng tay cho sơn nước thôi, chứ đâu có làm giống bên bên nước ngoài được, coi như là hiện tại nó cũng đang ở bên đó. Em ruột của chị hả? Dạ Rồi tại sao chị không nhờ em ruột của chị làm má cho chị? thì em thấy là vô đây thì nhanh hơn còn em rồi thì mới qua coi như là cũng lo công việc làm ăn nữa, nữa nó cũng đâu chưa có quốc tịch á, cho nên là nó cũng lo bận công việc nhiều quá. Thì ở đây thì mình cái cô em này nó nói thôi chị vô cái kênh đi, em bấm cho chị nó giúp mình, thì coi như mình cứ vô thử xem, cứ một lần làm diễn viên thử xem thế nào, biết đâu hên xui rồi thì Chúa lại ban cho thì lại đỡ khổ. Là em của chị mới đi thôi hả? Dạ nó mới đi rồi chị. Rồi à. Nếu mà yêu lại lần nữa, chị có muốn người yêu của chị có tính lãng mạn không? Dạ thì với em thì nói chung đàn bà thì hầu như ai cũng thích có tính lãng mạn, ví dụ ngày lễ ngày Tết hay là gì đó thì người ta cũng tặng hoa tặng quần tặng áo cái gì đó, nhưng mình thì mình cũng thích chứ. Nhưng mà ví dụ mà mình đó là hên xui thôi, nếu mà chẳng may mà mình phải lấy được cái người mà lãng mạn thì cũng được, mà nếu mà không không có thì mình cũng phải chịu thôi, chứ nếu mà thích thì ai cũng thích hết chị, thật mà người đàn bà ai cũng thích cái đó hết. Chị rồi thí dụ bây giờ mỗi ngày của chị á, chị có cần phải nấu ăn không hay là không cần phải nấu ăn? Giờ thì cũng có lúc thì em đi làm thì em đâu có nấu, em ăn ở ngoài không ạ, còn có lúc thì khi nào em về thì em cũng nấu, tại vì ăn ở ngoài hoài thì cũng đâu có chịu nổi, thì mình hơn nữa là người ta nấu những thức ăn mình cũng không có thích, thì ví dụ mình nấu lấy thì mình có thể là mình thích ăn món thì mình nấu thì nó khỏe hơn thì nó ngon hơn. Như vậy là chị cũng biết nấu ăn chứ không phải không biết nấu ăn phải không? Dạ biết chứ, em thì nói chung gái Bắc mà, em là Bắc Nam Tư gốc mà, coi như là nếu mà nói về nấu ăn thì coi như là món gì biết nấu, mà em hay thích học hỏi những lúc rảnh á, để em hay mở mạng em coi người ta nấu món gì rồi cũng học hỏi, hay thích món nấu nhiều món, bún bò rồi phở bò là mấy cái món đấy là phải biết nấu hết. Nhưng mà đặc biệt cái là thích chiều chồng nha, cái Thích tính của chiều em ấy như thế, thích chiều lắm, chồng. sao kỳ giống như cái kiếp của mình nó vậy sao, Chưa thích bao chiều giờ lấy chồng. chồng mà biết là mình thích chiều chồng hả?
không, tức là ví dụ người yêu em cũng thích chiều vậy, thì em nghĩ là chồng cũng vậy, mình cũng thích chiều ấy. Hầu như em quen mấy người là người nào cũng cao hết, người nào cũng cao mét bảy, mét bảy đổ lên. Vậy đó là nhìn xong mối tình đầu đổ vỡ là chị cũng có quen quen vài người nữa hả? Dạ không, thì ví dụ bạn bè thôi, chứ còn đấy là nói về cái chuyện bạn bè đi chơi thôi, chứ còn cặp bồ thì không có. Lúc trước đó thì quen một cái người đó thì là có một đứa con, xong đấy đến khi mà người đó bỏ em thì đi với người khác, ở với người khác rồi thì em cũng có quen thêm một người nữa mà cũng cao to y chang vậy luôn. Đó là hai người vậy thôi, đó là trong đời em là có hai người đó. Còn những người khác thì chỉ là bạn, đi chơi, hát hò hay là đi, nói chung lâu lâu buồn buồn thì cũng đi hát nhờ. Chị muốn một người làm quen với chị là trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Nếu mà để mà gọi là cái tuýp người mà em thích ấy, thì là em thích người vui vẻ, vui tính. Em thích nói chung là cũng giống giống cái bản tính của em thích vui lắm, vui vẻ, thích hòa đồng, thích giao thiệp người này người kia lắm, thế mà không có giận ai được lâu đâu. Nói có gì ví dụ giận là nói xong thôi, không có giận được lâu. Còn nếu mà chẳng may mà đó là hên, còn nếu mà xui nhưng mà gặp phải những người mà người ta ít nói thì thôi cũng đành bằng lòng chịu vậy chứ biết sao được. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Em cũng chào khán giả, cộng đồng, coi như là những người mà hay coi kênh của chị Yên Huỳnh Cuộc Sống Mỹ, với lại tất cả mọi người cộng đồng mạng coi như là khán giả trong nước và ngoài nước. Em chúc cho mọi người coi như được mạnh khỏe, và chúc cho chị coi như là trẻ đẹp mạnh khỏe mà trẻ mãi mà không có già nha. Cảm ơn chị nha. Good night chị ha.